Đây là tòa nhà Đao Linh, nơi đặt trụ sở của tòa án địa phương và tòa án quận, nơi giải quyết tất cả các vụ án hình sự, hành chính, kinh tế, tranh chấp, vân vân. Đây là tòa án được bảo vệ nghiêm ngặt. Trung tâm tòa án nằm ngay cạnh trạm nhà ga Metro Subway Museum và trung tâm ở phố tài chính CBD, phố Pitt và các phố trung tâm. Từ tòa nhà Đao Linh này đi ra tòa thị chính cũng rất gần. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.